Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ngon Gia Đình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cùng các bạn về cách làm cốt bánh gato. Bánh gato thì luôn là sự lựa chọn đầu tiên của các bạn khi mà bắt tay vào làm bánh. Và nếu như mà làm thành công được cốt bánh gato thì từ đó các bạn sẽ có thể chế biến ra được, biến tấu ra được rất là nhiều những cái bánh khác nhau. Ví dụ như bánh kem, bánh sinh nhật các bạn có thể tự làm để dành tặng cho người thân của mình. Món bánh này thì không dễ nhưng cũng không hề khó một chút nào cả. Hôm nay các bạn hãy cùng với kênh Món Ngon Gia Đình vào bếp để thực hiện cách làm cốt bánh gato này nhé. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu để làm món cốt bánh gato. Nguyên liệu đầu tiên cần chuẩn bị đấy là bột mì. Ở đây thì mình sẽ sử dụng 100g bột mì. Nguyên liệu thứ hai là trứng gà. Mình sẽ dùng 4 quả trứng gà các bạn nhé. Nguyên liệu tiếp theo là đường cát trắng thì mình dùng 100g. Tiếp theo là sữa. Mình sử dụng sữa tươi không đường. Ở đây mình dùng 60g sữa, 50g dầu ăn. Và hôm nay thì mình sẽ không sử dụng bột ngô. Ở những công thức khác thì một số bạn sử dụng bột ngô, nhưng hôm nay thì mình sẽ không sử dụng bột ngô mà mình sử dụng cái bột tata này các bạn nhé. Mình sẽ dùng khoảng 2 thìa cà phê bột tata này để làm cốt bánh. Nếu như các bạn không có bột này thì các bạn có thể sử dụng bột ngô cũng được. Và các bạn sẽ dùng khoảng 50g bột ngô để thay thế cho cái bột này. Và bánh hôm nay thì mình sẽ nướng bằng lò. Nếu như bạn nào không có lò nướng thì các bạn có thể nướng bằng nồi cơm điện cũng được nhé. Mình đã có một video chia sẻ về cách làm bánh này và nướng bằng nồi cơm điện rồi đấy. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào thực hiện món cốt bánh gato nhé. Trước khi làm cốt bánh gato thì các bạn hãy bật lò trước nhé. Mình sẽ để nhiệt độ 150 độ C, bật trước khoảng 10 phút. Trước tiên thì mình sẽ tách riêng phần lòng đỏ và lòng trắng trứng nhé. Một lưu ý không thể quên đó là trong quá trình tách lòng đỏ và lòng trắng thì các bạn tuyệt đối không được để lòng đỏ nó dây vào trong lòng trắng nhé. Bây giờ thì mình sẽ cho những cái lòng đỏ này ra một cái ô lớn. Sau đó thì sẽ cho sữa tươi vào đây nhé các bạn. Tiếp theo là dầu ăn. Mình sẽ cho vào đây. Và bây giờ thì mình sẽ rây bột mì vào trong cái hỗn hợp này. Sau đó mình sẽ tiếp tục sử dụng với lòng để đánh đều cái hỗn hợp này lên. Mình sẽ trộn đều cho cái hỗn hợp này nó mịn như thế này các bạn nhé. Sau khi đã đánh xong cái phần lòng đỏ, trộn xong cái phần lòng đỏ trứng cùng với bột mì rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục thực hiện với phần lòng trắng. Lòng trắng này thì mình sẽ sử dụng máy đánh trứng để đánh bông cái phần lòng trắng lên các bạn nhé.
Trước tiên thì mình sẽ bật ở tốc độ thấp để mình đánh tạo bọt. Sau khi đánh cho lòng trắng có bọt như thế này thì mình sẽ cho cái phần bột tatta này vào và sẽ tiếp tục đánh. Sau đó mình sẽ cho đường nhé. Đường thì mình sẽ cho từng chút một, và sau khi đánh cho đường tan hết thì mình sẽ cho nốt cái phần đường còn lại vào và sẽ tiếp tục đánh nhé. Bây giờ thì mình sẽ tăng dần cái tốc độ đánh trứng lên. Mình sẽ đánh cho cái lòng trắng này nó bung cứng lên các bạn nhé. Các bạn thấy này, lòng trắng của mình nó bung cứng này. Đó. Mình sẽ đánh thêm khoảng một lúc nữa cho tới khi nào mà mình dốc cái bát này nó không có bị đổ xuống. Và lòng trắng của mình như thế này là đạt rồi này các bạn. Lòng trắng rất là bông. Bông cứng luôn các bạn ạ. Tổng khoảng thời gian để mình đánh bông cái phần lòng trắng này thì khoảng 6 cho đến 7 phút các bạn nhé. Lòng trắng của mình nó bông cứng, nó mịn gần như là kem trang trí bánh luôn. Sau khi đã đánh bông phần lòng trắng trứng rồi thì bây giờ mình sẽ lấy 1/3 cái phần lòng trắng này, mình cho vào cái tô hỗn hợp lòng đỏ và bột mì các bạn nhé. Mình sẽ lấy khoảng 2/3 mình cho vào đây. Sau đó thì mình sẽ dùng cái gạt này mình trộn nhẹ nhàng nhé. Mình sẽ trộn nhẹ nhàng từ dưới lên trên như thế này nhé các bạn. Các bạn tránh trộn nhanh và mạnh quá thì nó sẽ khiến cho những cái bọt khí ở cái lòng trắng của mình nó bị vỡ hết ra, thì bánh của mình nó sẽ không thể bông xốp được. Mình sẽ trộn nhẹ nhàng như thế này cho cái phần lòng trắng và hỗn hợp lòng đỏ bột mì nó hòa quyện vào với nhau. Sau khi đã trộn đều hỗn hợp rồi, bây giờ mình sẽ cho hỗn hợp này sang 1/3 cái phần lòng trắng còn lại khi nãy nhé.
Sau đó thì mình sẽ tiếp tục trộn đều từ dưới lên trên một lượt nữa nhé. Các bạn cũng sẽ nhẹ nhàng trộn đều từ dưới lên trên nhé. Và bây giờ thì mình sẽ cho cái hỗn hợp này vào khuôn để đem đi nướng bánh nhé. Khuôn thì mình đã có lót sẵn giấy nến ở đáy khuôn rồi các bạn ạ. Và xung quanh thành khuôn thì các bạn có thể quét dầu ăn hoặc là bơ cũng được để cho bánh của mình dễ lấy hơn. Bây giờ thì mình sẽ từ từ đổ cái hỗn hợp này vào khuôn. Sau khi cho hỗn hợp vào khuôn rồi, bây giờ mình sẽ gõ nhẹ cái khuôn xuống dưới mặt bàn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ chỉ việc cho khuôn bánh này vào trong lò và nướng nhé. Mình sẽ nướng khoảng 60 phút nhé các bạn. Đây là bánh bông lan của mình sau khi mình đã nướng xong nhé các bạn. Sau khi nướng bánh xong và lò ngắt thì các bạn sẽ mở lò ra mình để 5 phút. Sau đó thì mình mới lấy bánh ra khỏi lò. Và sau khi lấy ra khỏi lò mình để cho bánh nguội thì mình mới lấy bánh ra khỏi khuôn nhé các bạn. Lúc đấy thì bánh của mình nó sẽ tách khuôn như thế này. Mình lấy ra thì nó sẽ dễ hơn, nó không bị dính cũng như là không bị vỡ bánh. Và bây giờ thì mình sẽ cho cái phần bánh này ra đĩa nhá. Vậy là mình đã có được một cái cốt bánh rồi đấy các bạn ạ. Bánh này thì các bạn cũng có thể làm để gia đình mình ăn sáng này, mình ăn bữa sáng trước khi mình đi học hoặc là đi làm. Các bạn cũng có thể sử dụng cốt bánh này để mình làm bánh sinh nhật nhé. Nếu như mà các bạn làm bánh sinh nhật thì các bạn sẽ cắt bỏ một cái lớp bên ngoài này đi. Mình sẽ cắt một cái lớp mỏng bên trên nữa, làm sao để cho cái bánh của mình nó vuông vắn. Sau đó thì các bạn chét kem lên mình trang trí thì cái bánh của mình nó sẽ tròn trịa, nó sẽ đẹp hơn. Và các bạn có thể tham khảo video cách làm kem trang trí bánh sinh nhật từ Siro và lòng trắng trứng của mình để thực hiện và làm cho mình một cái bánh sinh nhật nhé. Chúc các bạn làm thành công và sẽ có một cái cốt bánh rất là ngon và bông xốp như thế này nhé. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Món Ngon Gia Đình. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách làm món bánh bông lan chanh dây. Chanh dây là một loại quả giải khát mùa hè rất là tốt và đặc biệt là nó có cái vị thơm mát thanh ngọt rất là ngon. Nguyên liệu mình chuẩn bị để làm món bánh bông lan chanh dây gồm có 100g bột mì, 30g bột bắp, 3 quả chanh dây nha các bạn, 2 quả trứng gà này, 2 viên bơ nhạt, 5g bột nở, 1 ống vani, 80g đường. Và đây là khuôn để mình đựng bánh. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào làm món bánh này nhé. Trước tiên thì mình cũng sẽ đi tách riêng phần lòng đỏ và lòng trắng quả trứng ra. Giờ mình sẽ cho đường vào một cái âu này,
Sau đó sẽ bóc bơ ra và cho bơ vào đây. Bơ này các bạn có thể tìm mua ở siêu thị nhé. Mình mua 20.000 một hộp, được 10 viên này đấy. Sau đó mình sẽ dùng máy đánh trứng để đánh đều cái phần bơ với đường này lên. Giờ mình sẽ cho lòng đỏ trứng vào đây để đánh đều lên nhé. Tiếp theo thì mình sẽ cho bột mì vào đây. Sau đó sẽ cho bột bắp vào. Giờ mình sẽ cho vani vào đây. Sau đó sẽ cho bột nở vào. Mình sẽ tiếp tục đánh nhé. Mình sẽ cắt luôn chanh dây và cho vào đây. Một quả mình sẽ cho luôn cả hạt vào. Giờ mình sẽ đánh đều lên nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi đánh bông phần lòng trắng trứng lên nhé. Và sẽ tiếp tục đánh cho phần lòng trắng nó bông cứng lên. Mình sẽ đánh cho tới khi lòng trắng bông cứng lên như kem như thế này là được rồi này. Rồi bây giờ thì mình sẽ trộn phần lòng trắng vào với cái lòng đỏ của mình nhé. Mình cho lòng trắng vào đây và sau đó sẽ trộn đều lên.
Các bạn nhẹ nhàng mình sẽ trộn phần lòng đỏ và lòng trắng lên như này nhé. Sau khi đã trộn đều rồi, bây giờ thì mình sẽ đổ cái phần hỗn hợp này vào cái khuôn lúc nãy mình đã chuẩn bị để đi nướng bánh nhá. Phần hỗn hợp của mình rất là thơm các bạn ạ. Thơm mùi chanh dây và thơm cái vị của cái mùi của bơ nữa. Sau khi trộn đều hỗn hợp và đổ các hỗn hợp của mình vào các cái khuôn này rồi thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị nồi để đi nướng cái phần bánh của mình nhé. Mình không có lò nướng cho nên mình sẽ tiếp tục nướng bánh bằng muối nha các bạn. Mình sẽ trải một lớp muối ở dưới đáy nồi như này. Sau đó sẽ xếp những cái khuôn bánh của mình vào đây. Mình chỉ việc cho cái nồi này lên trên bếp và đun thôi. Hơi nóng của muối thì sẽ làm cho bánh của mình chín đấy. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho cái nồi bánh của mình lên trên bếp để nấu nhá, để đun nhá. Các bạn cho nồi lên bếp và mình sẽ đậy vung lại để nướng bánh nhá. Và cứ khoảng 5 phút thì các bạn hãy mở cái vung này ra. Sau đó các bạn lau hết hơi nước ở trên nắp vung một lần nhá. Sau khoảng 15 phút mình nướng bánh thì những cái bánh của mình nó đã nở lên rất là đẹp này các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra bánh nha. Mình sẽ lấy một cái que và chọc xuống này. Nếu như mà cái bánh của mình mà nó không còn bị ướt nữa ấy, thì tức là bánh đã chín rồi đấy. Như vậy là bánh của mình đã chín rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho bánh ra ngoài nhé. Những cái bánh nó có màu vàng rất là đẹp. Ngửi rất là thơm các bạn ạ. Thơm mùi chanh dây quá. Vậy là mình đã có một đĩa bánh bông lan chanh leo rất là thơm ngon rồi này các bạn này. Những chiếc bánh của mình nó có màu vàng rất là đẹp. Và rất là thơm mùi của bơ, mùi của chanh leo. Mình sẽ bóc thử một cái ra nhé. Thơm quá các bạn ạ. Bánh của mình nó rất là xốp. Khi mà mình ăn thì nó vừa có vị ngọt này, vừa có vị hơi chua chua rôm rốt của chanh leo, rất là thú vị đấy. Ngon quá các bạn ạ. Các bạn hãy vào bếp cùng làm và thưởng thức nhé. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ngon Gia Đình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách làm món bánh bông lan không cần lò nướng nhé. Để làm được món bánh bông lan này thì các bạn cần chuẩn bị cho mình những nguyên liệu sau. Đầu tiên là 100g bột mì, khoảng 40g bột bắp nhé, 3 quả trứng gà này các bạn này. Trứng gà của mình nó rất là to cho nên mình sử dụng 3 quả thôi. Và 50g đường, 15ml dầu ăn. Đây là sữa tươi, mình sử dụng sữa tươi không đường. Sữa tươi thì mình sẽ sử dụng khoảng 30ml sữa thôi. Tiếp theo là cái khuôn để mình đựng bánh như thế này. Cái khuôn này các bạn có thể tìm mua ở cái cửa hàng bán đồ làm bánh ấy, rất là rẻ thôi các bạn ạ. Và ở đây thì mình sẽ sử dụng khoảng 1 cân muối hạt, để một lát nữa mình sẽ nướng bánh nhé.
Và bây giờ thì chúng ta cùng bắt tay vào làm thôi nào. Bây giờ mình sẽ sử dụng hai cái tô như này. Và mình sẽ tách riêng lòng đỏ với lòng trắng trứng ra các bạn nhé. Rồi sau khi đã tách được rồi thì mình sẽ để riêng lòng trắng ra đã nhé. Bây giờ mình sẽ cho sữa không đường vào với lòng đỏ các bạn nhé. Tiếp theo mình sẽ cho dầu ăn vào đây. Và mình sẽ đánh đều lòng đỏ trứng lên. Sau đó mình sẽ sử dụng một cái rây như này và mình rây bột mì vào đây. Mình rây bột qua cái rây như này thì sẽ loại bỏ được những cái bột mà nó bị vón cục đấy. Sau đó mình cũng sẽ cho bột bắp vào nhé. Bây giờ thì mình sẽ trộn đều hỗn hợp này lên. Nếu bột của các bạn mà nó đặc quá, các bạn có thể cho thêm sữa tươi vào. Mình sẽ cho thêm một chút sữa vào. Sau khi đã thu được một hỗn hợp bột nhuyễn như này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ bột này qua một bên các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi đánh bông cái lòng trắng trứng này lên. Ở video lần trước có hướng dẫn làm bánh bông lan bằng nồi cơm điện, mình cũng đã hướng dẫn các bạn cách đánh bông lòng trắng trứng rồi. Nhưng hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể hơn nhé. Trước tiên mình sẽ cho vào đây một chút muối. Sau đó các bạn sử dụng phới lòng này, chúng ta sẽ dựng thẳng phới lòng lên như này và các bạn dùng tay để xoay. Các bạn có thể cho vào một cái cốc dài hơn, chúng ta xoay thì nó sẽ dễ, nó không bị bắn ra ngoài. Khi mà tách trứng ấy, các bạn cố gắng tách, đừng để lòng đỏ trứng dây vào đây nhé. Nếu như các bạn để cho một chút lòng đỏ trứng dây vào cái lòng trắng này thôi là chúng ta đánh nó cũng sẽ không bông được lên đâu. Khi mà lòng trắng đã lên bọt như này rồi thì bây giờ các bạn sẽ đổ đường vào. Chúng ta tiếp tục đánh. Các bạn cứ xoay như thế này cho đến khi nào lòng trắng của chúng ta nó bông lên là được. Các bạn đánh cho đến khi nào lòng trắng nó bông lên và nó đặc lại giống như kem như này là được rồi nhé. Nhấc cái phới lồng lên mà nó chảy xuống có chót như thế này, vậy là được rồi đấy. Bây giờ thì mình sẽ trộn phần lòng trắng vào với lòng đỏ nhé. Các bạn sẽ trộn đều cho cái hỗn hợp lòng trắng và lòng đỏ của chúng ta nó quyện vào nhau nhé. Sau khi đã trộn đều hỗn hợp, bây giờ các bạn sẽ lấy những khuôn giấy này ra và chúng ta đổ vào khuôn nhé.
Sau khi đã đổ hết bột ra khuôn rồi, bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái song như thế này và chúng ta sẽ rải muối ở đây nhé. Mình sẽ rải đều một lớp muối như thế này nha các bạn nhé. Sau đó thì các bạn hãy xếp những cái hộp bánh vào. Và giờ thì chúng ta chỉ việc đậy vung lại và mang đi nướng bánh thôi. Các bạn ơi, các bạn đã thấy những chiếc bánh của mình nó đang phồng lên rất là đẹp mắt kìa. Đó. Khoảng 15-20 phút thì các bạn hãy mở vung ra và chúng ta lau hết những cái hơi nước ở trên nắp vung nhé. Các bạn có nghe thấy tiếng muối nổ lách tách không? Hơi nóng từ muối sẽ giúp cho bánh của chúng ta nó chín đấy. Bánh của mình nó đang nở lên rất là to đấy các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ kiểm tra xem bánh đã chín hay chưa nhé. Chúng ta kiểm tra xem bánh chín hay chưa bằng cách các bạn sẽ lấy một cái que xiên như này và các bạn hãy chọc vào bánh nhé. Mình sẽ chọc vào bánh như này. Sau khi mà các bạn rút que lên mà không thấy nước và bột dính ở que nữa thì tức là bánh của chúng ta đã chín rồi đấy. Bánh của mình đã chín rồi các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp đi và để cho bánh nguội bớt nhé. Những chiếc bánh nở lên rất là đẹp. Mình chỉ cần 20 phút thôi là bánh của mình đã chín rồi đấy. Như vậy là mình đã vừa hoàn thành xong những chiếc bánh bông lan vô cùng xinh xắn này với những nguyên liệu cực kỳ đơn giản mà lại không cần đến lò nướng rồi đấy các bạn ạ. Sau khi mà các bạn để cho bánh của mình nó nguội bớt thì nó sẽ tự bong ra khỏi cái khuôn giấy như này. Chúng ta sẽ lấy ra rất là dễ đấy các bạn. Bây giờ thì mình sẽ lấy bánh ra cho các bạn xem nhé. Bánh của mình nó chóc ra rất là dễ lấy này các bạn này. Bánh của mình nó bông và rất là mịn nữa. Bánh bông xốp rất là ngon. Bên trong bánh cũng rất là bông các bạn ạ. Thơm nữa, vừa thơm vị của sữa, vừa thơm mùi của trứng gà nữa. Với những chiếc bánh như này, các bạn có thể làm cho bé yêu nhà bạn ăn vào bữa phụ hoặc là ăn vào buổi sáng, chắc chắn là các bé sẽ rất là thích đấy. Các bạn hãy cùng làm cho gia đình mình thưởng thức nhé. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bánh bông lan bằng nồi cơm điện vô cùng đơn giản nhé. Và để làm được món này thì các bạn cần chuẩn bị cho mình những nguyên liệu như sau. Thứ nhất là 100g bột mì, khoảng 40g bột bắp hay còn gọi là bột ngô đấy, 5 quả trứng gà, 2 ống vani, 1 nửa thìa cà phê muối các bạn nhé, và 1/4 nước cốt của quả chanh. Các bạn chuẩn bị cho mình khoảng 15ml dầu ăn nhé, khoảng 30ml sữa tươi và 100g đường nhé. Bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào làm nhé. Đó,
Đầu tiên thì các bạn sẽ tách riêng lòng trắng và lòng đỏ của trứng gà ra, hai cái tô lớn như này cho mình nhé. Sau khi đã tách riêng được lòng trắng như này, bây giờ các bạn sẽ cho 1/2 muỗng cà phê muối, khoảng 1/4 nước cốt của quả chanh vào lòng trắng trứng và chúng ta bắt đầu quấy nhé. Bây giờ các bạn sẽ dùng phớ lòng và các bạn sẽ đánh cái lòng trắng trứng này để cho nó bông lên nhé. Nếu như mà các bạn có máy đánh trứng thì các bạn có thể dùng máy đánh trứng, chúng ta đánh nó sẽ rất là nhanh. Nhưng mà nếu như các bạn không có máy đánh trứng thì chúng ta có thể dùng phớ lòng này. Và khi mà các bạn đánh lòng trắng trứng ấy, thì các bạn sẽ đánh từ trái qua phải và từ phải qua trái. Chúng ta đánh như thế thì không khí nó sẽ dễ dàng vào cái lòng trắng này hơn và lòng trắng chúng ta nó sẽ nhanh bông hơn. Các bạn đánh đến khi nào lòng trắng của chúng ta cũng nổi bọt lên như này, các bạn sẽ cho khoảng 70g đường và chúng ta tiếp tục đánh tiếp nhé. Các bạn cũng có thể dùng tay để xoay phới lòng như thế này nhé. Các bạn đánh một lúc thì lòng trắng của chúng ta nó sẽ bông lên này. Và các bạn tiếp tục đánh thêm một lúc nữa nhé. Mình mới đánh được 5 phút mà lòng trắng của mình nó đã bông như kem rồi này các bạn này. Các bạn đánh cho đến khi nào mà chúng ta dùng phới lòng chúng ta quấy, chúng ta nhấc lên nó có đỉnh như thế này là được nhé các bạn nhé. Các bạn thấy bông ngon không? Thế này là được rồi các bạn nhé. Lòng trắng của chúng ta nó sẽ bông và nó sẽ đặc lại các bạn ạ. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục với lòng đỏ nhá. Bây giờ các bạn sẽ lấy cho mình 100g bột mì nhé và khoảng 40g bột bắp, các bạn trộn vào bên nhau. Các bạn sẽ luộc qua dây cho mình nhé. Các bạn luộc qua dây thì bột của mình nó sẽ mịn hơn. Mình sẽ cho một ống vani vào nhé. Một ống nhỏ là cũng đủ thơm rồi các bạn ạ. 20ml sữa tươi các bạn cũng sẽ cho vào luôn nha. 15ml dầu ăn. Và sau đó các bạn sẽ đánh đều phần bột này lên nhé. Các bạn sẽ cho lần lượt từng cái lòng đỏ trứng vào và chúng ta sẽ đánh đều lên nhé. Các bạn cứ cho lần lượt từng lòng đỏ trứng vào cho đến hết lòng đỏ trứng thì thôi nhé. Các bạn, chúng ta sẽ đảo đều cho bột của chúng ta nhuyễn ra như thế này nhé. Sau đấy thì chúng ta sẽ trộn cái phần lòng đỏ trứng này vào chung với lại cái phần lòng trắng trứng mà vừa nãy chúng ta đã đánh bông rồi đây này. Các bạn sẽ trộn vào với nhau nhé. Tiếp theo các bạn sẽ lấy ruột nồi cơm điện nhé và các bạn sẽ quét đều một lớp dầu ăn vào bên trong ruột nồi các bạn nhé. Chúng ta quét dầu ăn như này thì lát nữa chúng ta đổ phần bánh và chúng ta nướng thì nó sẽ không bị dính xuống đáy nồi các bạn ạ. Các bạn nhớ quét đều dưới đáy nồi một lớp mỏng hơn nhé. Sau
khi đã quét đều dầu ăn thì chúng ta sẽ đổ cái hỗn hợp trứng của chúng ta, bột của chúng ta vào nồi các bạn nhá. Sau đó các bạn khẽ lắc nhẹ để cho cái phần bột của chúng ta nó chảy đều. Các bạn lắc nhẹ nhẹ thôi nhé. Rồi bây giờ chúng ta chỉ việc cho vào nồi và hấp lên thôi. Ở đây mình sử dụng nồi nhà mình là cái nồi áp suất, và nồi này thì nó có chức năng là làm bánh luôn, cho nên mình chỉ việc ấn nút làm bánh thôi thì nó sẽ hiển thị thời gian lên là 30 phút. Nếu như các bạn không có nồi này thì các bạn có thể dùng nồi cơm điện, các bạn ấn cái nút bật của nồi cơm điện xuống và các bạn cũng áng chừng thời gian khoảng 30 cho đến 40 phút nhé. Các bạn nhớ là mình sẽ bật 2 lần nhé. Sau 30 phút hết thời gian thì các bạn sẽ mở nồi ra và kiểm tra bánh của chúng ta nhé. Các bạn ấn nếu như mà thấy bánh mà nó không bị lõm xuống như này thì tức là bánh của chúng ta đã chín rồi đấy. Hoặc là các bạn cũng có thể dùng một cái que các bạn chọc xuống như này nhé. Và chúng ta nhấc lên, nếu như mà không thấy dính ở que thì tức là bánh của chúng ta đã chín. Còn nếu như mà vẫn còn dính ở que thì là bánh chưa chín nha các bạn nhé. Vậy là mình đã hoàn thành rồi đấy. Bánh của mình vừa chín tới rất vàng, thơm và ngon các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cắt bánh ra để thưởng thức xem sao nhé. Rất là ngon các bạn ạ. Các bạn hãy làm thử để cho gia đình mình cùng thưởng thức nhé. Nếu như thấy video của mình hay thì các bạn hãy like, chia sẻ cho bạn bè cùng xem và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ngon Gia Đình. Hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục làm thêm một món bánh bông lan nữa nhé. Đấy chính là món bánh bông lan cuộn, và nhân của mình làm bằng khoai lang. Với những nguyên liệu dễ kiếm và cách làm thì cũng vô cùng đơn giản. Các bạn hãy cùng vào bếp và làm với mình nhé. Những nguyên liệu chúng ta cần chuẩn bị để làm được món bánh bông lan cuộn như sau. Đây là 150g đường. Mình sử dụng 60g bột mì. Các bạn có thể sử dụng bột mì đa dụng như thế này, hoặc là chúng ta mua bột mì hoa ngọc lan đều được các bạn nhé. Và ở đây là 40g bột bắp. Đây là gói bột bắp mình mua này các bạn này. Gói này là 150g mà mình mua có 7.000 thôi, rất là rẻ. Tiếp theo là 30ml sữa tươi không đường. Ở đây mình sẽ sử dụng một củ khoai lang. Và mình đã thái lát ra như thế này để ngâm nước muối cho khoai khỏi bị thâm. Rồi, tiếp theo là hai thìa như này sữa đặc các bạn nhé. Và 3 quả trứng gà. Ở đây mình chuẩn bị thêm 2 viên bơ lạc này, 2 ống vani và 1 thìa cà phê muối. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau bắt tay vào làm nhé.
Trước tiên thì mình sẽ đem củ khoai này đi hấp chín khoai lên. Giờ thì chúng ta sẽ đi tách riêng lòng đỏ và lòng trắng trứng ra nhé. Mình tách sao đừng để cho cái lòng đỏ nó rớt xuống lòng trắng nha các bạn nha. Sau khi đã tách riêng được lòng đỏ và lòng trắng rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện với lòng đỏ trước. Các bạn hãy để riêng lòng trắng ra đã. Đầu tiên thì mình sẽ đổ 30ml sữa tươi vào với lòng đỏ trứng. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây là một thìa dầu ăn. Và các bạn hãy cho luôn vani vào với lòng đỏ luôn nhé. Giờ thì mình sẽ đánh đều cái hỗn hợp lòng đỏ này lên. Sau khi đã đánh tan được hỗn hợp lòng đỏ rồi, bây giờ các bạn hãy rây bột mì vào với lòng đỏ. Mình sẽ sử dụng một cái rây thế này rây để cho bột nó được mịn. Đó thì các bạn cho bột bắp vào luôn. Mình cho vào đây một chút muối. Bây giờ chúng ta sẽ trộn đều hỗn hợp này lên. Nếu hỗn hợp đặc quá các bạn có thể cho thêm chút sữa tươi vào. Mình đã trộn xong phần lòng đỏ rồi, bây giờ mình sẽ đi đánh bông cái phần lòng trắng này lên. Mình sẽ sử dụng máy đánh trứng để đánh các bạn nhé. Nếu như bạn nào không có máy đánh trứng để đánh ấy, thì các bạn có thể dùng khối lồng mình đánh bằng tay. Và ở cái video hướng dẫn làm bánh bông lan bằng nồi cơm điện lần trước thì mình đã có hướng dẫn các bạn đánh bông lòng trắng trứng bằng tay rồi. Các bạn có thể mở lại để xem nhé.
khi mà lòng trắng của mình nó đã bông lên như thế này. Bây giờ mình sẽ đổ vào đây một chút đường và tiếp tục đánh lòng trắng bông lên. Mình đánh cho đến khi đường tan hết, các bạn lại tiếp tục cho đường vào nhé. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục đánh. Đánh cho đến khi nào lòng trắng của mình nó bông đặc lại như kem thế này là được các bạn này. Nó đã rất là đặc rồi đấy. Khi các bạn nhấc cái này lên nó có cái chóp mềm như thế này là được rồi. Nếu như mình đánh bằng máy thì sẽ mất khoảng 3 phút và nếu như các bạn đánh bằng tay thì sẽ mất khoảng 10 phút để cho lòng trắng nó bông cứng lại nhé. Sau khi đã đánh bông lòng trắng rồi, bây giờ mình sẽ trộn lòng trắng cùng với lòng đỏ trứng. Lòng trắng được đánh bông lên giống như là kem, rất là ngon. Sau khi đã trộn đều được hỗn hợp bột lên rồi, bây giờ mình sẽ cho cái bột này ra khay. Ở đây mình sử dụng một cái khay vuông như thế này. Mình tận dụng luôn cái khay đựng cốc chén của nhà mình. Sau đó mình sẽ trải cái nến lên. Giờ thì mình sẽ đổ hỗn hợp bột của mình vào đây nha. Các bạn đổ vào và nhớ dàn đều bột ra nhé. Mình sẽ cho một lớp mỏng thôi để lát nữa mình quặn cho nó dễ. Phần bột còn lại này mình sẽ cho vào những cái khuôn giấy bé bé để mình nướng. Ở đây thì mình sẽ sử dụng một lớp mỏng thôi để một lát nữa mình cuộn bánh cho nó dễ. Mình lắc nhẹ này cho bột nó dàn đều ra các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ sử dụng một cân muối hạt như thế này để nướng bánh nhé.
Mình sẽ sử dụng một cái song to và sau đấy mình rải muối xuống dưới mặt song, dưới đáy song các bạn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ để cái khay bánh của mình lên đây. Nếu nhà các bạn có lò nướng, các bạn có thể cho vào lò nướng để nướng bánh. Còn không, các bạn có thể sử dụng cách giống như của mình đang làm đây. Giờ thì mình sẽ cho nồi này lên bếp và đun nhé. Phần bột còn lại mình sẽ cho vào đây là một chút bột matcha để mình tạo màu cho bánh được đẹp hơn đấy. Sau đó thì mình sẽ cho vào những cái khuôn giấy như thế này và nướng. Bây giờ chúng ta hãy đậy vung lại và nướng bánh nhé. Các bạn sẽ đun cho đến khi nào nồi của chúng ta nó nóng lên thì các bạn hãy hạ nhỏ lửa và chúng ta nướng bánh ở nhiệt độ ở lửa vừa thôi. Bánh nó sẽ chín bằng nhiệt. Nếu các bạn để lửa to quá thì bánh nó sẽ không chín đều đâu. Phần khoai sau khi đã được hấp chín rồi, các bạn hãy cho ra và chúng ta sẽ nghiền những cái khoai này ra. Mình nghiền cho nhuyễn khoai ra nhé. Khoai của mình đã được nghiền nhuyễn rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho 2 miếng bơ này vào đây. Tiếp tục trộn khoai lên nha. Mình cho luôn sữa đặc vào đây nhé. Mình đã làm nhuyễn được cái phần khoai của mình ra rồi. Các bạn có thể sử dụng khoai lang tím để chúng ta làm cho nó có màu đẹp cũng được. Hoặc là các bạn sử dụng khoai lang này nếu mà các bạn thích có màu ấy, các bạn có thể thêm ví dụ như là trà xanh này hoặc là siro dâu chẳng hạn, thì mình sẽ tạo màu cho cái bánh của mình nó đẹp mắt hơn đấy. Mình sẽ cho vào đây một chút trà xanh để tạo màu xanh cho nó đẹp nhé. Vậy là mình đã có phần nhân bánh với màu xanh rất là đẹp mắt rồi này. Bây giờ mình sẽ đóng nắp lại. Và sau đó thì bỏ vào trong tủ lạnh. Cứ khoảng 5 phút thì các bạn nhớ mở vung ra và chúng ta lau hết cái hơi nước ở trên nắp vung đi nhé. Hai cái cốc bánh và cái khay bánh của mình nó đang phồng lên rất là đẹp kìa các bạn nhỉ. Các bạn có thấy không? Ai à, nóng quá. Mình sẽ kiểm tra xem bánh của mình chín chưa nhé. Các bạn muốn biết bánh chín chưa thì chúng ta sẽ dùng cái que chúng ta chọc này. Nếu như mà không thấy có nước hay là bột nó đọng lại ở cái que thì là bánh của mình nó đã chín rồi. Bánh phồng lên rất là đẹp. Mình sẽ để thế này thêm khoảng 2 phút nữa. Vậy là bánh của mình đã chín rồi đấy. Bây giờ thì mình sẽ để cho bánh nguội bớt, sau đó thì mình sẽ cuộn bánh lại. Bánh của mình thì nó đã nguội rồi, bây giờ mình sẽ quét cái phần khoai này lên bánh và cuộn bánh lại nhé. Bây giờ mình sẽ cuộn bánh lại nhé.
khi mà lấy ra các bạn cũng có thể cho bánh ra một cái tờ giấy nếm mới để chúng ta quận cho nó dễ hơn nhé. Vậy là mình đã có một chiếc bánh bông lan quận rồi đấy. Bây giờ mình sẽ cắt ra cho các bạn xem nha. Vậy là mình đã vừa hoàn thành xong món bánh bông lan quận rồi đấy các bạn ạ. Bánh bông lan của mình thì nó bông xốp và cái phần nhân của mình làm bằng khoai lang cho nên là ăn có vị ngọt bùi, rất là dễ ăn chứ không hề ngán như là khi chúng ta làm bằng kem đâu. Các bạn hãy cùng làm và thưởng thức nhé. Chúc các bạn làm thành công và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ngon Gia Đình. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ cùng các bạn về cách làm món bánh bông lan cuộn kem vị trà xanh. Bánh bông lan là một trong những món bánh ngọt rất là phổ biến ở các tiệm bánh gato. Với cái bánh này thì nó có lớp bên ngoài mềm xốp và khi mà mình ăn ở bên trong thì nó lại có cái phần nhân kem vừa thơm vừa ngọt bùi nữa. Bây giờ các bạn hãy cùng với mình vào bếp chuẩn bị nguyên liệu để thực hiện món bánh bông lan cuộn này nhé. Nguyên liệu đầu tiên mình cần chuẩn bị đấy là bột mì. Bột mì ở đây mình sử dụng 50g bột mì các bạn nhé. Tiếp theo là trứng gà mình sử dụng 3 quả. Đường thì mình sử dụng 70g. Sữa tươi ở đây mình sử dụng 30ml. Một thìa cà phê bột trà xanh. Các bạn có thể sử dụng bột trà xanh này hoặc là các bạn sử dụng bột cacao cũng được. Thì mình sẽ làm bánh vị cacao cũng rất là thơm ngon đấy. 30ml dầu ăn các bạn nhé. Một thìa cà phê bột nổi hay còn gọi là bột baking soda đấy. Và vani, các bạn có thể sử dụng vani dạng lỏng hoặc là vani dạng ống cũng được. Tiếp theo thì mình sử dụng nhân kem. Kem ở đây thì mình sử dụng kem whipping và mình đã đánh bông kem lên rồi nhé. Các bạn có thể xem lại video trước của mình hoặc là các bạn sử dụng nhân mứt, các loại mứt cũng được. Và bây giờ mình sẽ bắt tay vào thực hiện nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đi tách riêng lòng đỏ và lòng trắng trứng nhé. Bây giờ thì mình sẽ đánh tan trứng rồi nhé. Sau đó mình sẽ cho dầu ăn vào đây. Tiếp theo mình sẽ cho bột mì vào. Và phần sữa tươi mình sẽ cho vào và trộn đều lên. Các bạn sẽ trộn đều cho phần bột mì của mình nó không còn vón cục nữa nhé. Và bây giờ mình sẽ cho bột trà xanh vào đây trộn đều lên nhé. Sau khi mình đã trộn đều phần lòng đỏ và bột mì rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đi đánh bông phần lòng trắng trứng nhé. Mình sẽ bật máy ở tốc độ thấp để đánh trứng trước nha.
Sau khi lòng trắng trứng đã bắt đầu có bọt, mình sẽ cho phần bột nổi vào đây nhé. Và sẽ tiếp tục đánh đều lên. Và giờ mình sẽ cho đường vào. Sau khi đường tan hết, mình sẽ cho nốt phần đường còn lại và tiếp tục đánh cho tới khi lòng trắng của mình bông cứng nhé. Các bạn thấy phần lòng trắng mình đã đánh bông cứng luôn rồi này. Mình sẽ đánh cho lòng trắng bông có chóp như thế này là được nhá. Bây giờ thì mình sẽ nhẹ nhàng trộn cái phần lòng trắng trứng đã được đánh bông vào chung với phần lòng đỏ và bột mì khi nãy mình đã trộn nhá. Mình sẽ nhẹ nhàng trộn đều hai hỗn hợp này lại với nhau các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ đổ hỗn hợp của mình vào trong cái khay đã có lót sẵn giấy nến các bạn nhé. Sau đó thì mình sẽ dàn đều ra. Mình sẽ dàn đều cái hỗn hợp này đều trên cái khay các bạn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ đem khay bánh của mình đi nướng các bạn nhé. Mình sẽ nướng trong khoảng thời gian là 50 phút ở nhiệt độ khoảng 160 độ C. Và trước khi nướng bánh thì các bạn nhớ làm nóng lò trước 10 phút nhé. Sau khi bánh của mình đã chín thì mình sẽ để cho bánh nguội hẳn mới lấy bánh ra và bắt đầu quét kem lên để khuẩn các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ quét kem lên đây nhé. Sau khi đã phết đều một lớp kem lên rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi cuộn bánh lại nhé. Như vậy là mình đã vừa hoàn thành xong chiếc bánh bông lan cuộn kem rồi đấy các bạn ạ. Bánh bông xốp và rất là thơm. Ở bên trong thì có nhân kem rất là ngon này. Các bạn có thể làm những chiếc bánh như thế này cho gia đình mình dùng bữa sáng này, hoặc là cho các bé ăn thì các bé cũng rất là thích đấy.
Chúc các bạn làm thành công và sẽ có một chiếc bánh thật là thơm ngon, hấp dẫn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.